Tại diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục đối thoại với các nhà đầu tư, chuyên gia, thanh niên khởi nghiệp về 4 nhóm vấn đề gồm chính sách tài chính cho khởi nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cơ hội và vai trò của thanh niên khởi nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt để thanh niên khởi nghiệp đóng góp vào nền kinh tế, hệ sinh thái cho thanh niên khởi nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện và đã có nhiều đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành những giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo đất nước. Vấn đề cơ chế tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo được các startup đặc biệt quan tâm. Đại diện các startup cho biết đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp. Chính sự chậm trễ cải thiện môi trường startup đã khiến xảy ra tình trạng chảy máu chất xám. Cơ chế thế chấp, tín chấp để vay vốn khởi nghiệp từ các tổ chức tín dụng đã có nhưng chưa thực sự được ưu tiên giúp các startup dễ dàng tiếp cận. Trực tiếp đối thoại với các startup, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù đã có nhiều nỗ lực trong nhiều năm qua, nhưng so với các nước trong khu vực thì Việt Nam còn nhiều hạn chế về thể chế, nguồn lực tài chính đối với lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần sớm có giải pháp để các sáng tạo này không bị chảy máu ra nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Nghị định 38 ban hành năm 2018 về khơi thông nguồn vốn đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 năm nay, trên tinh thần tháo bỏ những chói buộc quá khắt khe đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các điều kiện cho vay của các ngân hàng đối với hoạt động startup đã có nhưng vẫn cần phải thuận lợi hơn. Đồng thời để tháo gỡ về nguồn lực đầu tư cho các startup, các bộ ngành, các tổ chức cần tìm cách phát triển các quỹ đầu tư tư nhân, đặc biệt là các quỹ của người Việt Nam, thành lập tại Việt Nam và đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.